Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 23 tháng 3 trên kênh VTVTN. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, nên từ chiều tối nay đến ngày mai sẽ gây ra mưa vừa mưa to cho hầu khắp các khu vực của Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, đồng thời sẽ làm cho nhiệt độ ban ngày giảm từ 6 đến 10 độ tùy từng khu vực. Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay trở đi, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Sang đến ngày mai, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực vùng trũng thấp ven sông. Phạm vi ảnh hưởng bởi mưa bao gồm đến cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự kiến từ ngày 27 tháng 3 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường dịch chuyển xuống nước ta, sẽ gây ra thêm một đợt mưa mới. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và rải rác, có dông. Chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vùng núi phía tây từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km.